Anh là Duệ Hùng, là nhạc sĩ của anh với ca khúc cho chị Cẩm Ly. Hi, chào mọi người. Mình là Cao Minh Kim Quy, tay trống hợp tác rất lâu năm với lại hãng phim Kim Lợi. Từ những cái chương trình Chương Tình Quê Hương, rồi thâu âm cho những ca khúc của Cẩm Ly, Minh Vi, tới bây giờ. Khi mà anh bắt tay làm mấy cái hòa âm này cho chị Ly á, thì thật sự cũng là một cái khó khăn của anh kết hợp với anh Vi. Thì cũng tốn một cái thời gian cũng khá lâu, anh với anh Vi cũng phải tính này tính kia thì mới có được ra một cái bản hòa âm, một cái liên khúc khoảng 6-7 bài. Bản phẩm được Minh Vi đầu tư rất là chỉnh chu về phần hòa âm, tiết tấu, chọn lọc những cái bài rất là đặc sắc của Cẩm Ly để đem đến cho quý khán giả một cái chương trình rất là hay. Để nói về bolero xưa và bolero này, dù có khác nhau về hình hài hay là nhịp điệu mới hay là một vài ca từ lạ hiện đại, thì mấy chục năm qua bolero vẫn len lỏi ở khắp mọi ngóc ngách, vào từng con hẻm, từng nhà máy, từng khu lao động, từng cái phòng trọ của sinh viên. Chính vì cái dòng nhạc nó rất đặc trưng và rất riêng này của Việt Nam, một màu sắc chỉ có Việt Nam mới có đồ chơi này thôi. Bolero nó không cần cầu kỳ. Bolero chỉ cần chuyển tải cho người nghe được bằng những cái nhấn nhá nhẹ nhàng, không cần phải học thuật lắm. Nhưng hát bolero không phải dễ, không phải đơn giản. Để hát bolero mà mộc mạc lại càng không đơn giản. Bởi vì nhiều cái sự luyến lấy nó làm cho cái bolero nó mất đi cái chất của nó. Ngày nọ, một đại danh ca Phương Dung đó, nói trên sóng truyền hình, trên báo chí rằng là cái điều tôi mong muốn là tôi cần phải gặp hai người để tôi nói cái lời cảm ơn với hai người này. Đó là Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly. Đó, cái giọng của cô vậy đó. Đó. Thì đó, trời ơi, thấy còn rùng mình nữa, nổi da gà cái gì vậy trời ơi. Tới nơi mình mà nghe tiền nhân, người lớn mà khen, cảm ơn vậy, trời ơi, mình sướng chết vào tổ luôn á. Phải nói rằng là tự hào cả hai đứa góp phần để bolero có tiếng nói mạnh hơn và được nhiều người yêu thương, đón nhận nhiều hơn. Rồi nhân nghĩa là hai người học trò gọi là tâm đắc của chị Ly. Thì qua một thời gian thâu ca những cái liên khúc đó, nói chung là hai em cũng tốn nhiều công sức lắm. Rất là mong muốn và xin chúc cho Cẩm Ly và ekip chương trình đạt thành công rực rỡ trong cái chương trình này. Và cũng có mình tham gia trong